Nhiều người dân khi đi xe hơi vào sân bay Tân Sơn Nhất bày tỏ không hài lòng khi họ phải trả thêm phí ô tô. Ngoài ra, các loại phí khác đã được cộng vào vé máy bay, nghĩa là có chuyện phí chồng phí khi vào Tân Sơn Nhất, cửa ngõ luôn đông đúc và chật chội vào các giờ cao điểm trong ngày đã xảy ra. Tất nhiên là không hợp lý rồi. Đó là không có hợp lý rồi, đúng không? Mình theo tuân theo quy định thôi, nhưng mà giờ quy định đã kho bãi bỏ rồi mà bây giờ người ta thu như vậy là người ta sai. Thì tất nhiên là mình cảm thấy rất là khó chịu, bởi vì so với cái khoản 10.000 thì nó so với một người dân nó cảm thấy là rất ít ỏi, nhưng mà so với xã hội thì riêng một cái sân bay thì một ngày lượng xe ra vào rất là nhiều, mà mình thấy đa số là xe nào ra thì đều phải trả phí cả. Thực tế mới đây, trung tuần tháng 11 năm 2019, một lãnh đạo cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất giải thích các loại phí bao gồm trong vé máy bay trên tờ Tiền Phong rằng khi mua vé máy bay, nghĩa là hành khách đã trả các loại phí mà hãng hàng không thu hộ cho các sân bay. Đó là phí an ninh 20.000 đồng, phí sử dụng dịch vụ sân bay nội địa 60.000 đến 100.000 đồng một khách, hoặc phí sử dụng sân bay quốc tế 20 đô la mỗi khách. Việc các xe ô tô tư nhân vào sân bay bị thu thêm 10.000, 15.000 hoặc 20.000 đồng, hoặc hành khách đi taxi bị thu thêm 15.000 đồng, theo ông là không ổn. Thấy 10.000 mới nó trả dùm, chứ đúng ra xe nó chạy nó ăn tiền nó trả. Lâu ngày mới đêm nữa mới đi thử, không biết cái phí nó như thế nào, tại trước mắt là cái phí bên kia thôi. Phí là vô thì 10.000 xe, tôi cũng tạm được. Xưa đến giờ là mình vẫn đều vào trong này, khi ra mình đều phải trả vé. Và trả vé là đều phải trả vé 10.000. Khi vào trong này nếu mình gửi xe bến bãi thì trong khi có vé xe thì khi ra không phải trả thêm tiền vé này. Tài xế taxi, xe khách cũng cảm thấy không ổn với các loại phí không định nghĩa được như thế. Nhưng họ lý giải là sân bay thu họ thì họ phải thu lại của hành khách. Mặc dù họ biết rằng đoạn đường đưa khách vào sân bay chưa tới 1 km, thậm chí nhiều tài xế taxi cho biết họ chỉ thả khách tại sân bay và quay ra ngay cũng bị thu phí. Thì nó cũng đúng thôi em. Không có gì sai cả. Anh tới giờ rồi em vô thôi. Vì giờ đó nó mất tiền lắm. Tính theo giờ. Mình cũng không hiểu lắm. Bởi vì khi vào trong này là khi ra đều mình phải mua vé 10.000 quay cộng. Việc thu qua thu lại như vậy đã diễn ra từ năm 2002 và trở thành việc bình thường đối với các tài xế taxi. Vì cuối cùng họ không mất gì. Chỉ có người dân là mất oan tiền phí vào sân bay mà lẽ ra họ không phải trả. Tuy nhiên, cho dù người dân phản ứng và gửi thư góp ý với Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam ACV nhiều lần, nhưng sự việc vẫn bị phớt lờ. Với số lượng xe ra vào sân bay Tân Sơn Nhất mỗi ngày khoảng trên 20.000 chiếc, vì chi với số tiền thu thêm phí vào sân bay như bấy lâu nay, ACV đã thu vào số tiền khổng lồ.